Chào mừng bạn đã đến với kênh podcast của Trạm Đọc, nơi dừng chân của những người yêu sách. Một cuộc đời không suy nghiệm gì thì không đáng sống. Đó là câu nói của triết gia người Hy Lạp Socrates. Câu nói ấy đã để lại giá trị vượt thời gian và còn đúng đắn cho đến tận ngày nay. Hôm nay, trong chuyên mục Trạm Đọc Gì, chúng mình xin giới thiệu đến các bạn độc giả thân mến 5 cuốn sách kinh điển mà những người nghiện tư duy không nên bỏ qua. Cùng khám phá ngay thôi nào! Mở đầu danh sách này, Trạm muốn giới thiệu tới các bạn cuốn sách Tư duy nhanh và chậm. Chúng ta thường tự cho rằng con người là sinh vật có lý trí mạnh mẽ, khi quyết định hay đánh giá vấn đề luôn kỹ lưỡng và lý tính. Nhưng sự thật là, dù bạn có cẩn trọng tới mức nào, thì trong cuộc sống hàng ngày hay trong những vấn đề liên quan đến kinh tế, bạn vẫn có những quyết định dựa trên cảm tính chủ quan của mình. Tư duy nhanh và chậm, cuốn sách nổi tiếng tổng hợp tất cả nghiên cứu được tiến hành qua nhiều thập kỷ của nhà tâm lý học từng đoạt giải Nobel Kinh tế Daniel Kahneman sẽ cho bạn thấy những sự hợp lý và phi lý trong tư duy của chính bạn. Bạn nghĩ rằng là bạn tư duy nhanh hay chậm? Bạn tư duy và suy nghĩ theo lối trông mặt mà bắt hình dong, đánh giá mọi vật nhanh chóng bằng cảm quan, quyết định dựa theo cảm xúc, hay tư duy một cách cẩn thận, chậm rãi nhưng logic hợp lý về một vấn đề? Cuốn sách Tư duy nhanh và chậm sẽ đưa ra và lý giải hai hệ thống tư duy tác động đến con đường nhận thức của bạn. Kahneman gọi đó là hệ thống 1 và hệ thống 2. Hệ thống 1 còn gọi là cơ chế nghĩ nhanh, tự động, thường xuyên được sử dụng, cảm tính, dập khuôn và tiềm thức. Hệ thống 2 còn gọi là cơ chế nghĩ chậm, đòi hỏi ít nỗ lực, ít được sử dụng, dùng logic có tính toán và ý thức. Trong một loạt thí nghiệm tâm lý mang tính tiên phong, Kahneman và Tversky chứng minh rằng con người chúng ta thường đi đến quyết định theo cơ chế nghĩ nhanh hơn là nghĩ chậm. Phần lớn nội dung của cuốn sách chỉ ra những sai lầm của con người khi suy nghĩ theo hệ thống 1. Kahneman chứng minh rằng chúng ta tệ hơn những gì chúng ta tưởng, đó là chúng ta không biết những gì chúng ta không biết. Cuốn sách đặc biệt đã giành được vô số giải thưởng danh giá, có thể kể đến như sách khoa học hay nhất của Học viện Khoa học Quốc gia năm 2012, được tạp chí The New York Times bình chọn là sách hay nhất năm 2011, một trong những cuốn sách kinh tế xuất sắc năm 2011 và chiến thắng giải thưởng cuốn sách được quan tâm nhất năm 2011 của tạp chí Los Angeles. Tư duy nhanh và chậm đáp ứng hai tiêu chí của một cuốn sách hay. Thứ nhất, nó thách thức quan điểm của người đọc. Thứ hai, nó không phải là những trang sách với những con chữ khô cứng mà vô cùng vui nhộn và hấp dẫn. Góp mặt trong list những cuốn sách kinh điển về tư duy, phải kể đến Những kẻ xuất chúng của Malcolm Gladwell. Cuốn sách này sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời thông qua các phân tích về xã hội, văn hóa và thế hệ của những nhân vật kiệt xuất như Bill Gates, Beatles và Mozart. Bên cạnh đó là cả những thất bại đáng kinh ngạc của một số nhân vật khác. Ví dụ như Christopher Larkin, người có chỉ số IQ cao hơn cả Einstein, nhưng rốt cuộc lại quay về làm việc trong một trại ngựa. Theo đó, cùng với tài năng và tham vọng, những người thành công đều được thừa hưởng một cơ hội đặc biệt để rèn luyện kỹ năng và cho phép họ vượt lên những người cùng trang lứa. Với giọng văn lôi cuốn và cách kể chuyện hết sức duyên dáng, Malcolm Gladwell cũng viện dẫn rất nhiều giai thoại thú vị, như là tại sao phần lớn các cậu bé giỏi môn khúc côn cầu lại sinh vào tháng 1, hay tại sao con cái của những người Do Thái nhập cư lại trở thành những luật sư quyền lực nhất New York, và tại sao truyền thống văn hóa của nền nông nghiệp lúa nước lại có thể giúp trẻ em châu Á giỏi toán. Nhưng không dừng lại ở đó, thông qua những ví dụ này, Gladwell muốn bàn luận về những con đường phức tạp dẫn đến thành công của con người. Thách thức niềm tin về con người tự lực, tác giả quả quyết rằng các vĩ nhân không tự dưng mà có, cũng không được thúc đẩy bởi thiên tài hay tài năng. Họ là những người được hưởng một lợi thế vô hình và cơ hội khác thường từ môi trường và hoàn cảnh. Nhờ đó, họ vươn tới những đỉnh cao mà người khác không thể đạt được. Theo ông, một vài người xứng đáng với điều đó, một vài người khác thì không. Một số người tạo ra thành công, một số người đơn giản là do may mắn. Không thể bỏ lỡ một cuốn sách để mở mang thế giới tư duy của bạn qua góc nhìn dí dỏm và hài hước. Chúng mình cùng đến ngay với cuốn sách tiếp theo với tựa đề Tư duy như một kẻ lập dị của hai tác giả Stephen J. Dubner và Stephen D. Levitt nhé. Mọi người thường có xu hướng suy nghĩ và hành động theo đám đông. Do vậy, với những vấn đề quan trọng, chúng ta thường phải hỏi xin lời khuyên từ bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Điều này đương nhiên không có hại trong ngắn hạn. Thế nhưng về lâu dài, việc hỏi ý kiến những người xung quanh sẽ dẫn bạn đi theo lối mòn đã mở sẵn. Một tư duy kém đổi mới mà nếu tự suy ngẫm theo một hướng khác hơn, đột phá hơn, lập dị hơn, bạn sẽ mở ra một hướng giải quyết thông minh hơn và khôn ngoan hơn. Trong cuốn sách Tư duy như một kẻ lập dị,
Stephen Jay Dabner và Stephen D. Levitt, đồng tác giả của hai cuốn sách vô cùng lý thú pha chút hóm hình Kinh tế học hài hước và Siêu kinh tế học hài hước, một lần nữa dùng lối văn phong phá cách của mình để mở khóa tư duy của độc giả. Đây không phải là một cuốn sách hài hước hay đơn giản chỉ dùng để giải trí, mà ngoài những yếu tố, những ví dụ vui nhộn, hai tác giả còn muốn người đọc có được một thái độ tích cực hơn với những gì bất ngờ xảy đến. Hãy luôn thoát khỏi lối mòn và trang bị cho mình những cách giải thích đơn giản nhất có thể. Qua tư duy như một kẻ lập dị, bạn sẽ được hướng dẫn. Học cách nói, tôi không biết, gạt phăng đạo đức của bạn sang một bên, suy nghĩ đơn giản như một đứa trẻ, thuyết phục những người không muốn được thuyết phục, buông bỏ những khó khăn ngày hôm nay. Thế giới hiện đại luôn đòi hỏi ta phải suy nghĩ một cách hiệu quả hơn, sáng tạo hơn, lý trí hơn, nhìn từ mọi góc độ, với mọi tư duy khác nhau. Bởi vậy, hãy nhìn thế giới theo một cách khác đi, như một kẻ lập dị. Ngắn gọn, đơn giản, nhưng lại tóm lược đủ những vấn đề về tư duy cho bạn đọc. Đó chính là những gì cuốn sách Nghệ thuật tư duy rành mạch mang đến cho bạn, và cũng là cuốn sách tiếp theo mà Trạm muốn giới thiệu tới các bạn. Mọi người đều mắc sai lầm. Những sai lầm trong việc ra quyết định đều bắt nguồn từ các lối tư duy tưởng như đơn giản, nhưng dần dà chúng tích tụ thành những thành kiến khó bỏ. Vậy mà hiếm khi chúng ta nhận ra điều đó, nên sai lầm cứ nối tiếp sai lầm, dẫn đến bao hối tiếc vì những quyết định không đúng cho cuộc đời mình. Cứ mãi đeo bám một công việc dù biết trước là chẳng thu được lợi lộc gì. Cho rằng một dự án thành công suôn sẻ là do tài năng và trí lực, còn thất bại là do ngoại cảnh khách quan. Bán cổ phiếu lúc đã quá trễ hoặc bán quá sớm. Và đó chỉ là một vài trong số hàng loạt các sai lầm cơ bản được Doubly mổ xẻ phân tích qua 99 chương sách ngắn gọn, xúc tích với những ví dụ minh họa thiết thực giúp ta có thể nhận diện và né tránh chúng. Đơn giản, rõ ràng và toàn diện một cách đáng ngạc nhiên, cuốn cẩm nang nhất định phải có này có thể thay đổi mãi mãi cách ta suy nghĩ, giúp ta quyết định sáng suốt hơn mỗi ngày ở bất cứ đâu trong bất cứ tình huống nào. Cuốn sách Nghệ thuật tư duy rành mạch đã đứng trong top sách bán chạy nhất nước Đức trong liên tục 89 tuần và được dịch sang rất nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngoài Đức và Thụy Sĩ, cuốn sách cũng lọt vào bảng xếp hạng top 10 sách bán chạy ở Anh, Hàn Quốc, Ấn Độ, Ireland và Singapore. Cuốn sách cuối cùng trong list những cuốn sách kinh điển dành cho người nghiện tư duy mà Trạm muốn giới thiệu chính là Sức mạnh của sự mơ hồ và bí ẩn. Một cái nhìn sâu sắc, soi thấu khía cạnh đầy ngạc nhiên của sự mơ hồ và bí ẩn. Cuốn sách có thể truyền cảm hứng cho việc học tập, sáng tạo và thậm chí là cả sự đồng cảm. Như Jamie Holmes chỉ ra trong cuốn sách này, sự mơ hồ và bí ẩn, sự nhập nhằng khiến chúng ta không thoải mái. Do đó chúng ta có xu hướng trốn tránh nó và thường bám riết lấy phương án giải quyết an toàn, nhưng không phải lúc nào cũng là tốt nhất. Đặc biệt là trong những tình huống nguy hiểm. Nhưng cũng vì thế, chúng ta tước đi của chính mình cơ hội quan trọng để tìm hiểu cách giải quyết vấn đề theo hướng mới hoặc quan sát thế giới từ một góc độ khác. Bằng những hiểu biết về tâm lý học xã hội và khoa học nhận thức của tác giả và thông qua những câu chuyện thú vị từ trò chơi gián điệp và các giáo phái ngày tận thế cho chiến dịch quảng cáo của Absolut Vodka hay sự sáng tạo của Matt Lips, cuốn sách Sức mạnh của sự mơ hồ và bí ẩn hứa hẹn sẽ làm thay đổi cách chúng ta tiến hành kinh doanh, giáo dục và đưa ra quyết định. Mọi khía cạnh tích cực của sự mơ hồ và bí ẩn và cách tận dụng nó đều nằm trong cuốn sách này. 5 cuốn sách mà Trạm vừa giới thiệu sẽ giúp các bạn mài giũa tư duy của mình để nó ngày càng trở nên sắc bén. Các bạn đã bổ kết cuốn sách nào trong 5 cuốn sách đó hay chưa? Hãy comment xuống bên dưới phần bình luận để Trạm được biết nhé! Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho channel của Trạm. Xin chào và hẹn gặp lại!